Xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả quyển sách Ung thư, tin đồn và sự thật do Ruy Băng Tím thực hiện, nhà xuất bản Dân Trí. Tin đồn số 21: PET CT là phương tiện phát hiện sớm ung thư. Ung thư là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Phát hiện sớm và điều trị tận gốc các trường hợp giai đoạn sớm là cách tốt nhất để tăng khả năng chiến thắng căn bệnh nan y này. Hiện nay, có rất nhiều phương pháp để tầm soát, phát hiện sớm ung thư như xét nghiệm máu, pap smear, phết tế bào cổ tử cung, nội soi, các phương tiện chẩn đoán hình ảnh học, siêu âm, chụp CT, nhũ ảnh, v.v. Gần đây, PET CT thường sử dụng trong chẩn đoán và theo dõi điều trị ung thư, được giới thiệu là một phương tiện mới trong tầm soát ung thư. Tuy nhiên, hiệu quả của phương pháp này thực sự có tốt như suy nghĩ của chúng ta không? Và liệu những bằng chứng y học thông qua các nghiên cứu có ủng hộ ý tưởng này không? PET CT là sự kết hợp của hai loại máy PET (Positron Emission Tomography) sử dụng chất phóng xạ để ghi lại hình ảnh trong những vùng có tốc độ chuyển hóa cao trong cơ thể. Đồng vị phóng xạ thường được sử dụng là đường 18F, fluorodioxin glucose, viết tắt FDG, và CT (Computed Tomography) sử dụng tia X để ghi lại hình ảnh cấu trúc giải phẫu cơ thể. Có nhiều nghiên cứu đã được công bố về vai trò của PET CT trong tầm soát và phát hiện sớm ung thư. Bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu một nghiên cứu đại diện để minh họa. Nghiên cứu được thực hiện ở Hàn Quốc, tiến hành trên 1.336 người khỏe mạnh. Những trường hợp đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đều bị loại bỏ khỏi nghiên cứu. Đa số những người tham gia nghiên cứu có độ tuổi từ 44 đến 66 tuổi. Tất cả các trường hợp này đều được chụp PET CT, đồng vị phóng xạ sử dụng là FDG. Bên cạnh đó, cũng được thực hiện thêm các phương tiện tầm soát thường quy khác như xét nghiệm máu, xét nghiệm các chất đánh dấu ung thư Tumor Marker Test, xét nghiệm PAP, CT, MRI, siêu âm, nhũ ảnh, nội soi đại trực tràng. Sau khi thực hiện, các trường hợp không ghi nhận bất thường trên cả PET CT và các phương tiện tầm soát khác sẽ được tầm soát lại vào những năm sau đó. Những tổn thương nghi ngờ ác tính sẽ được khảo sát sâu hơn, bao gồm giải phẫu bệnh của mô bướu để chẩn đoán xác định tổn thương đó là ung thư hay tổn thương lành tính. Kết quả nghiên cứu ghi nhận, trong 1.336 người khỏe mạnh, có 16 trường hợp được chẩn đoán thực sự bị ung thư, chiếm tỷ lệ 1,2%, bao gồm 9 trường hợp bị ung thư tuyến giáp, 2 trường hợp ung thư dạ dày, 2 trường hợp ung thư phổi, 1 trường hợp ung thư thận, 1 trường hợp ung thư tuyến ức và 1 trường hợp đa u tủy. Có 36 trường hợp chiếm tỷ lệ 2,7% bị dương tính giả, nghĩa là bệnh nhân có tổn thương trên PET CT nhưng đó không phải là tổn thương ác tính, bao gồm 18 trường hợp là tổn thương viêm, 18 trường hợp là bướu lành tính. Tỷ lệ dương tính giả cao làm tăng tỷ lệ các can thiệp hoặc điều trị không cần thiết cho bệnh nhân. Tổng kết lại, tỷ lệ phát hiện ung thư bằng PET CT chỉ chiếm 0,8%, giá trị tiên đoán dương là 23,4%, nghĩa là trong những trường hợp PET CT dương tính thì chỉ có 23,4% trường hợp thật sự có tổn thương ác tính, giá trị này tương đối thấp. Bên cạnh những con số minh họa về hiệu quả, còn những vấn đề khác chúng ta cũng cần phải quan tâm khi sử dụng PET CT để tầm soát ung thư như chi phí chụp PET CT khá cao. Giá cho một lần chụp ở Việt Nam tại các bệnh viện công vào khoảng gần 30 triệu đồng. Nếu được bảo hiểm y tế đồng chi trả, bệnh nhân vẫn phải đóng thêm khoảng 15 triệu. Phơi nhiễm phóng xạ. Liều phơi nhiễm phóng xạ sau mỗi lần chụp ước tính 10-15 milisievert. Theo Quỹ ban quốc tế về bảo vệ phóng xạ ICRP, tỷ lệ mới mắc ung thư vì phơi nhiễm phóng xạ tăng 0,0048% trên mỗi milisievert. Do đó, nếu chụp PET CT tầm soát ung thư trên người khỏe mạnh, không có triệu chứng, nguy cơ ung thư sẽ gia tăng khoảng 0,05% vì phơi nhiễm phóng xạ. Nhìn chung, tỷ lệ ung thư ở những đối tượng khỏe mạnh tương đối thấp, khả năng phát hiện ung thư bằng chụp PET CT còn thấp hơn khoảng 0,8%, tỷ lệ tiên đoán dương thấp, tỷ lệ âm tính giả cao. Hiện tại chưa có số liệu cho thấy chụp PET CT làm giảm tỷ lệ tử vong trong cộng đồng, nên PET CT vẫn chưa nằm trong bất cứ khuyến cáo sàng lọc ung thư nào trên thế giới. Các nhà khoa học cũng nhận định không nên sử dụng PET CT đại trà để tầm soát ung thư. Cách thức này chỉ có hiệu quả đối với một số đối tượng,
có nguy cơ cao nhất định và không thể thay thế được các phương tiện tầm soát ung thư thường quy khác. Sự thật, PET-CT không thể thay thế được các phương tiện tầm soát ung thư thường quy khác. Bác sĩ Hoàng Đình Kính. Xin nói thêm, SV, viết tắt của Shiver, là đơn vị đo lượng hấp thụ bức xạ ion hóa có tác dụng gây tổn hại theo hệ đo lượng quốc tế. Các phương tiện tầm soát ung thư thường quy khác nghĩa là gì? Các phương tiện tầm soát ung thư thường quy khác là các phương pháp hiện được xem là tiêu chuẩn hiện hành. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe sách nói Ri Băng Tím, ung thư, tin đồn và sự thật. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an khang. Xin chào và hẹn gặp lại.